Bây giờ mừng buổi họp mặt đầu tiên của chúng ta. Mời. Dạ, mời quý vô. Vừa rồi một số đàn em của anh không may đã bị bắt, nhưng mà thật sự cũng may là có mấy chú qua thay thế được cho đám đàn em của anh. Anh cũng rất yên tâm. Thôi, chúng ta nâng ly đi. Mời anh Quy. Được, mời. Tên Khắc Quy này đúng là ghê gớm thiệt. Vừa mới đó mà đã thu nạp được một số tên đàn em khác để thay thế rồi. À, mấy cô chú được anh Thành tin tưởng và giới thiệu qua đây cho anh là điều mà anh không nghĩ tới. Anh cảm thấy rất vui. Anh thấy các cô chú là những người có nghề và rất chuyên nghiệp, cho nên anh rất là tin tưởng. Anh Quy cứ yên tâm, anh Thành đã nhờ tụi em qua để bảo vệ anh Quy hết mình mà. Đúng vậy. Với tụi em, anh Quy cũng như là anh Thành, ai mà đụng tới anh Quy tức là đụng tới tụi em. Anh cứ yên tâm. Hay, hay lắm. Vô mời. Đi. Vô. Mấy cô chú đúng là những người rất trung thành. Mà hiện nay anh với anh Thành cũng giống như là anh em vậy. Anh có chuyện gì thì cũng như là chuyện của anh Thành vậy. Sắp tới anh sẽ nhờ cô chú nhiều lắm đó nha. Thôi, chúng ta cạn ly nữa đi. Mình cứ ăn uống thoải mái nha. Mời mấy anh. Dạ. Mời. Vô. Chúc sức khỏe cô chú. Thành. Thành là ai vậy ta? Có trộm! Đứng lại! Đứng lại mày! Đứng lại! Là đàn em của ông Trùm Tật Quân, hôm nay mình phải trả giá vì dám sát hại ông Trùm. Thì ra cô là người của lão Tật Quân. Tụi bay, đứng lại, đứng lại tiến tới, bắn, dám tiến tới, ta sẽ bắn bể sợ. Để nó chạy về sao anh? Bỏ đi. Nhưng mà
Cũng may là con né kịp. Mà con cũng phải công nhận là tên đó phóng dao rất là hay. Phải nói là rất thuần thục. Chú thật không ngờ tên đó lại có ngay một đám đàn em mới để bảo vệ. Đúng là chúng ta không nghĩ tới trường hợp này. Đám đàn em mới đó của hắn hình như là của tên Thành nào đó gửi qua để giúp hắn thì phải. Con nói Thành là Thành nào? Dạ con cũng không biết, nhưng nghe nói là tên Thành có vẻ rất thân thiết với lão Khắc Quy. Con nói tên này phóng dao rất là chuẩn, đúng gì phải không? Đúng vậy, tên này có vẻ là một tên phóng dao rất thành thạo. Thì con nghĩ chắc là sư phụ của hắn phải là một tên ghê gớm. Tên này phóng dao rất là thuần thục. Vậy là chú có thể là hắn ta, là Thành Lão Đại. Thành Lão Đại là ai vậy chú? Thành Lão Đại là một tên trùm sống ở Lào hoặc là ở Campuchia. Nhưng mà theo tài liệu chúng ta có được thì hắn ta đã mất tích từ lâu. Chẳng lẽ bây giờ hắn ta xuất hiện trở lại sao? Chắc chắn là hắn ta rồi. Chắc hắn đã huấn luyện chiêu này cho đệ tử của hắn rồi đó. Chú cũng nghĩ như vậy đó. Nè, tên Thành Lão Đại nổi tiếng về biệt tài phóng dao. Nếu đúng là hắn ta thì kế hoạch này của chúng ta thu được là cũng không tệ đâu. Con thấy thái độ của tên Khắc Quy rất lạ khi hắn ngăn cản đàn em truy đuổi con. Vậy à? Dạ. Tại sao là như vậy chứ? Có thể là hắn còn chiêu trò gì sao? Dù vừa rồi chúng ta bị thiệt hại nặng quá. Xin lỗi ông hai, lúc đó em lại không có mặt để mà bảo vệ ông hai. Đó không phải là lỗi của cậu. Chính tôi đã kêu cậu về mà. Chỉ tại tôi chủ quan quá, cứ nghĩ Khắc Quy không dám làm gì. Và lại lúc đó tôi cũng có ba người đàn em hỗ trợ. Chỉ là tôi không ngờ. Cái này là của ba mẹ. Còn cái này là của anh Kỳ. Ủa anh Khương, sao anh vào đây được vậy? Em khóa cửa rồi mà. Anh có chìa khóa riêng mà. Em quên. Em đem đồ ăn cho ai mà nhiều vậy? Dạ, em đem một phần cho anh Kỳ. Tuy là anh Kỳ về nhà rồi, nhưng mà anh còn bị thương, chắc là anh không tự nấu ăn được đâu. Riết rồi anh thấy em lo lắng cho nó quá rồi đó. Nó là cái gì của em mà em lo cho nó dữ vậy? Sao tự nhiên anh lớn tiếng với em vậy? Em lo cho ảnh là chuyện bình thường thôi mà. Ảnh là người đã cứu ba em, rồi còn cho máu ba em nữa. Anh biết chuyện đó mà. Anh không có biết cái gì hết. Anh chỉ biết nó là một thằng không nhà không cửa, chỉ là một thằng giang hồ thôi. Nó không xứng đáng với em. Anh mới là người xứng đáng với em nè. Không nói chuyện với anh nữa. Anh nói là anh mới là người xứng đáng với em mà. Anh làm cái gì vậy? Anh mới là người xứng đáng với em. Em hiểu chưa hả? Em không cần biết anh Kỳ là người như thế nào, nhưng mà em mang ơn anh. Gia đình em cũng mang ơn anh. Và em yêu anh. May là có thằng Kỳ xuất hiện đúng lúc để cứu tôi. Nếu không, tôi cũng không còn mạng ở đây để nói chuyện với cậu nữa. Dạ, em hiểu rồi. Tôi không nghĩ là tôi đã suy đoán sai, nhưng tôi nghĩ thằng Kỳ là nội gián, cũng tội cho nó. Nó đã xả thân cứu tôi và cậu.
Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Dạ, em hiểu chứ. Ông Hai, tốt rồi, biết sai thì phải sửa sai. Sau khi mà tôi bình phục lại, tôi sẽ tính sổ với bọn Khắc Quy. Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả một cái giá thật là đắt. Thưa ông Hai, có một thông tin này em mới nhận được. Bọn sát thủ mà truy sát ông Hai lúc trước đã bị công an bắt hoàn toàn rồi ạ. Sao? Bọn công an đã truy bắt hết tất cả bọn chúng, mặc dù bên chúng ta không ai khai hết. Còn tên Khắc Quy thì sao? Dạ thưa ông Hai, riêng tên đó hiện giờ vẫn bình an vô sự ạ. Có lẽ là bọn sát thủ đã không khai ra hết. Đúng, luật im lặng mà. Riêng Khắc Quy phải cho chính tay tôi tiễn đưa thì tôi mới há dạ. Nhìn ông Hai tức giận như vậy, thật đáng sợ. Không biết ông ấy sẽ xử lý Khắc Quy ra sao đây. Mình cũng phải chờ xem. Cảm ơn em. Ăn được không anh? Ngon lắm. Em xin lỗi anh nha, tại vì để anh đợi hơi lâu. Hồi nãy em vô tình làm rớt cơm, cho nên là phải nấu lại. Làm rớt cơm? Nấu lại mà ngon vậy hả? Chắc cái cơm làm rớt còn ngon hơn nhiều nữa hả? Dạo em hoài. Anh ráng ăn nhiều lên nha. Em nấu cơm ngon vậy, gần giống mẹ của anh rồi. Vậy hả? Em nghe anh nhắc về mẹ anh hoài. Anh hôm nào có dịp anh dẫn em về gặp mẹ anh được không? Thì hôm nào có dịp á, anh sẽ dẫn em về giới thiệu với mẹ của anh. Chắc là mẹ anh còn trẻ và đẹp lắm ha. Còn ba anh nữa, em chưa nghe anh nói về ba của anh. Ba của anh hả? Giờ không biết tả sao ta. Ba của anh hả? Cường tráng vậy nè. Rồi còn gan liều giống anh nữa. Em nghĩ không phải là liều lĩnh mà là gan dạ. Chắc là anh thừa hưởng sự gan dạ từ ba anh ha. Anh nghĩ chắc là vậy đó. Xin lỗi vì màn chào đầu vừa rồi. Có lẽ chị em phụ nữ không hợp với cậu trong lúc này. Tôi không thích phụ nữ cho lắm. Thường đa số những người phụ nữ là những người rắc rối và khó hiểu lắm. Có lẽ vậy. Phụ nữ luôn luôn khó hiểu, chỉ có cánh đàn ông của chúng ta là dễ hiểu thôi. Phụ nữ thì khó hiểu lắm. Anh nghĩ là đàn ông chúng ta chỉ cần qua ly rượu thôi là mình hiểu nhau hết tất cả, chẳng cần phải nói lời nào. À, hồi nãy đàn em của anh á, nó có làm gì cho chú Phật ý không? Không, đối xử với tôi rất là tốt. Chỉ có dí dao vào hông của tôi và bắt tôi về đây thôi. Chà, tệ thiệt. Nè, sao mà anh đã dặn là tiếp khách thật chu đáo mà tại sao lại như vậy? Chắc là
Tại vì đứa em của anh á, nó có sở trường thích dùng dao, cho nên mới như vậy thôi. Nhưng mà riêng anh thì chỉ thích xài hành nóng thôi. Mấy đứa mau qua xin lỗi. Thôi khỏi đi. Vô vấn đề chính, ông muốn cái gì? Ok, anh nói thẳng nha, chú nghĩ sao nếu lão tạc quân ra đi? Chú sẽ lên thay thế và nắm quyền bằng nó. Ngoài ra tôi còn biết cả chú và Trí Quang mâu thuẫn lớn với nhau. Nếu cần á thì anh sẽ hậu thuẫn cho chú, để chú lật đổ luôn cả Trí Quang. Không ngờ ông cũng hay thiệt, biết tôi và Trí Quang có mâu thuẫn với nhau. Không đâu, anh chỉ biết chút chút thôi. Nhưng mà tại vì dân làm ăn mà, thì phải nắm bắt thông tin của đối phương một chút chứ. Nhưng mà làm sao tôi có thể thay thế ông hai khi ông hai còn sống, kể cả thằng Trí Quang nữa, còn bà vợ của ông ta nữa. Làm sao bà ta có thể cho tôi nắm quyền? Đây là cái chuyện giang hồ, tại sao chú lại nói chuyện đàn bà vào đấy? Nếu mà lão Tà Quân chết thì một là chú, hai là Trí Quang sẽ lên nắm quyền thay thế. Vậy sao không kêu thằng Quang mà kêu tôi? Bởi vì anh thích tính cách của chú. Bây giờ để anh tìm một lý do hợp lý hơn nữa. Lý do gì ta? Chú là người gần gũi nhất với lão Tạc Quân. Tất nhiên á là những mối quan hệ làm ăn, chú là người nắm rõ hơn ai hết mà. Chính vì vậy á, cho nên anh mới mời chú hợp tác làm ăn. Xin lỗi, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Bây giờ ông hai vẫn còn sống, nên ổng là người quyết định duy nhất. Chuyện của lão Tạc Quân thì quá dễ rồi, chỉ cần alo một tiếng thôi là ok, anh sẽ cho đàn em triệt hạ ngay. Mà nè, tất nhiên với điều kiện chú với Trí Quang không được nhúng tay vào. Xin lỗi ông, tạm thời thì tôi chưa nghĩ tới chuyện hợp tác. Khi nào mà tôi suy nghĩ xong, tôi sẽ báo cho ông. Được chứ? Coi như là được rồi. Chú cứ suy nghĩ đi. Đây là cơ hội để chú lên nắm quyền thay thế. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trả lời cho ông sau. Nè, chú có cần anh kêu đàn em đưa chú về không? Không cần. Tôi không thích bất cứ ai kè kè tôi. Vậy cũng được. Thôi, chú về vui vẻ ha. Nếu như mày cùng với thằng Quang cùng làm cho tao, thì xem như tụi mày giám sát lẫn nhau. Còn không thì tụi mày sẽ tự mâu thuẫn với nhau. Lúc đó băng tạc quân sẽ tự chết. Đúng là một mũi tên bắn nhiều con nhà. Ba đi cẩn thận nha ba. Ba không sao, ba tự đi được mà. Dạ. Anh đang còn đau, để em với con phụ anh một chút cũng được mà. Ba nằm nghỉ nha, con về phòng. Ừ. À.
Anh nằm xuống nghỉ cho khỏe đi. Em ra ngoài kêu Khương vô, anh có việc muốn nhờ nó. Dạ. Thằng Kỳ đó chính là con ruột của em. Và có thể nó cũng là con của anh nữa đó anh Quốc à. Em nói sao hả Thiên? Thằng Kỳ đó chính là con ruột của anh sao? Anh có một thằng con trai sao? Vậy năm xưa, lúc đó em đã... Thật không sai. Vậy là đúng như những gì anh đã nghi ngờ bấy lâu nay. Thằng Kỳ, nó có ánh mắt giống hệt như em. Thiệt ra, nó là con ruột của em, và cũng là con của anh. Có lẽ nó chính là con ruột của anh. Và bây giờ nó đang quen đứa con gái ruột khác của anh, là con bé Hồng Ân đó. Em tới đây gặp anh là để cảnh báo cho anh biết chuyện này. Mà mọi giá anh phải ngăn cản con bé Hồng Ân tiếp tục mối quan hệ với thằng Kỳ. Nếu không thì... Anh hiểu. Anh sẽ ngăn cấm hai đứa đó. Vì nghĩa là... Vậy tại sao nó nói với mình là ba nó đi biển, còn mẹ nó ở nhà bán tạp hóa? Chẳng lẽ... Chú gọi con. Ừ. Chú nhờ con một việc, lo theo dõi thằng Kỳ. Chú muốn theo dõi thằng Kỳ sao? Tại sao chú lại muốn con theo dõi thằng Kỳ? Không có gì. Đó là chú muốn biết sự thật về thằng Kỳ. Được rồi, nếu như chú đã nghi ngờ nó thì con xin nói ra luôn. Con đã nghi ngờ nó từ lâu rồi, và con đã âm thầm cho người theo dõi nó. Đây là tấm hình mà thằng em của con đã theo dõi và chụp được. Nó hẹn với một người lạ. Thật sự con không tin tưởng nó chút nào hết. Những chuyện trước đây nó làm với chú đều là muốn lấy lòng chú thôi. Thật ra nó là nội gián do một băng nhóm nào đó đã cài vô băng nhóm của mình. Chuyện này là không thể nào. Nó không phải là một thằng như vậy. Nếu thằng Kỳ muốn hại chú thì nó không bao giờ cho máu để cứu chú. Thằng Kỳ nó hại ai được chứ không bao giờ hại chú. Con hiểu chứ? Nè, bây giờ con cất ngay cái này cho chú. Ủa mẹ, sao mẹ lại đứng đó? Mẹ chưa mang sữa vào cho ba à? Mẹ mang vô nè. Tại sữa còn nóng, mẹ đợi cho nó nguội. Nha. Thôi, con ra ngoài đi. Có việc cần chú sẽ gọi. Dạ, chào cô. Em pha sữa cho anh nè, anh uống đi. Anh Khương, chuyện hôm bữa cho em xin lỗi nha. Không có gì đâu.
Không ngờ chú là tới trước anh. Chú cũng nhanh thiệt chứ. À. Yên chí đi. Anh tới có một mình thôi mà. Tôi với anh gặp nhau, tôi không muốn ai biết hết. Anh hiểu ý tôi chứ? Tất nhiên. Không ai muốn kẻ khác thấy chúng ta như vậy đâu. Dễ hiểu lầm lắm. Hả? À, chú nói là hẹn anh ra đây có chuyện gì để nói đúng không? Đúng vậy. Về chuyện anh đề nghị tôi gia nhập vào băng nhóm của anh, tôi đã suy nghĩ thật kỹ. Và tôi quyết định, tôi đồng ý. Hay lắm. Đó là một quyết định sáng suốt. Khi tôi hạ được ông hai, chắc chắn chú sẽ lên nắm quyền. Lúc đó chúng ta sẽ là đối tác của nhau. Nhưng trước khi làm đối tác của nhau, tôi cũng có một điều kiện. Đó là ông hãy cho người khử một thằng giùm tôi, cũng nằm trong nhóm của ông hai. Đừng nói là... Thằng Kỳ, nó là thằng được ông hai để ý rất nhiều. Tưởng ai? Đó chỉ là một thằng giang hồ giặc thôi. Được rồi, tôi sẽ giúp chú khử nó. Hay lắm. Những kế hoạch của mình đã từng bước thành công rồi. Ngày tàn của lão hai và cả lão thành cũng sắp tới rồi. Mình sẽ độc quyền tất cả. Nè, nghe nói vừa rồi ông mới thu phục được thằng Khương nào đó đúng không? Chúc mừng ông. Cảm ơn ông anh. Vậy là kế hoạch của chúng ta coi như đã thành công. Tôi cũng đã cài được người bên lão Tạc Quân rồi. Đúng vậy. Giờ thì thế của lão Tạc Quân đang bị nội công ngoại kích. Ngày hắn ta phải trả giá sắp đến rồi. Đúng vậy. Và đó sẽ là ngày vui của hai chúng ta. Có thêm mấy tên đàn em của ông qua hỗ trợ cho đám đàn em của tôi, tôi thấy rất là yên tâm. Bây giờ tôi chẳng lo bất cứ điều gì. Ông nói rất đúng. Đó là những tên đàn em rất tin cậy, chứ cũng rất giỏi võ của tôi. À, nghe nói là vừa rồi có một tên đàn em của lão Tà Cun định ám sát ông, nhưng mà bị đám đàn em của tôi đánh bật ra, đúng không? Phải. Nếu mà nó không nhanh chân chạy đi thì nó đã bị tóm gọn rồi. Đám đàn em của ông đúng là hơn hẳn đám đàn em của tôi. Cảm ơn lời khen của ông. Nhưng mà bây giờ tụi nó cũng là đàn em của ông rồi, ông cứ sử dụng tùy thích. Tôi biết. Tôi chỉ sử dụng cho kế hoạch của hai chúng ta thôi. Tôi thấy hiện tại chúng ta chẳng khác nào một cặp bài trùng, làm gì cũng có nhau. Ông thấy có đúng không? Nói chính xác lắm. Mời. Xin lỗi. Ừ. Alo. Thu phục được thằng Khương à? Cũng khá đó khá quỳ. Nhưng hãy xem đó là tay trong của chú mày hay là của thành lão đại nè. Số phận của mày nó cũng sẽ như tên thằng Khương thôi. Ừ, được rồi. Đàn em của ông rồi cũng sẽ trở thành đàn em của tôi thôi, thành lão đại. Rất tin cậy.
Để xem tôi dùng tiền đọc cho sự tin cậy đó thì như thế nào. Rượu ngon. Phải nói là rất ngon. Anh Kỳ nè, có lẽ hôm nay là buổi cuối mà chúng ta đi chơi với nhau. Sao lại là buổi cuối? Vì bà em cấm em không được gặp anh nữa. Ân à, em ngồi xuống đây, có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Ân, em cũng không biết sao mà ba em lại yêu cầu không cho phép em gặp anh nữa. Nhưng mà em không thể. Bởi vì em rất yêu anh. Anh cũng vậy, anh cũng rất là yêu em. Dù thế nào anh cũng không rời xa em đâu. Anh là Kỳ hả? Có sao không? Trời ơi, sao mà nhiều máu quá vậy nè? Không sao, anh chỉ bị ngoài da thôi. Để em, để em băng lại. Đáng chịu đau một chút nha anh. Anh cảm ơn em. Xong rồi, chắc là đau lắm anh hả? Cũng bị nhẹ thôi. Anh chỉ lo cho em thôi. Ba với mẹ của em mà biết được chắc là... Không sao đâu, có gì em sẽ nói với ba em. Em sẽ nói là em bị test xe. Ba em gọi. Dạ, dạ con nghe nè ba. Con đang ở đâu vậy? Về nhà liền cho ba. Dạ, dạ con về liền ba, dạ. Ba em gọi em về. Chắc ba em sợ em đi gặp anh. Hay là anh đưa em về nha, hả? Không được, lỡ ba em thấy thì sao? Anh chở em về đến gần nhà, rồi em xuống, chắc ba em không thấy đâu, hả? Ân à, em đừng có buồn nữa. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em mà. Thôi mình về thôi ha. Sao vậy anh? Nhiều khi con nó qua nhà bạn một chút xíu thôi, có gì đâu mà anh cau có dữ vậy? Anh sợ nó không qua nhà bạn mà nó qua nhà thằng Kỳ. Nó làm vậy chẳng khác gì nó chống lại anh. Mà em cũng không hiểu sao anh lại không chịu thằng Kỳ nữa.
Nó đã hai lần cứu mạng anh. Hay là anh che xuất thân của nó? Em nè, em không hiểu đâu. Anh có lý do để ngăn cản tình cảm của hai đứa nó. May quá, không có ai thấy hết. Anh về đi, hả? Ừ, em vào đi, anh về đi. Ừ, tạm biệt. Anh về nha. Dạ. Dạ, nhìn tôi ba mẹ con mới về. Dạ, con thấy hơi nhức đầu, con muốn lên phòng nghỉ một chút. Lát nữa con xuống nói chuyện với ba sau nha. Đứng lại đó. Con làm gì hấp tấp vậy? Bỏ tay xuống coi. Dạ, con nhức đầu quá mà ba. Con có làm gì đâu, con muốn đi nghỉ thôi. Đứng lại. Con có nghe ba nói không? Bỏ tay xuống. Con sao vậy? Con bị sao vậy con, hả? Nè nè, con đừng có lấy lý do là té xe nha. Lý do này bà quen lắm rồi đó. Sao vậy con, nói cho mẹ nghe con bị cái gì vậy? Xảy ra chuyện nữa rồi. Con nói đi, tại sao bị như vậy? Nói. Dạ, con... Đừng có giết nó. Biết rồi, ông nói chuyện với ông đi. Bà đã cấm con không được qua lại với thằng Kỳ. Vậy tại sao? Tại sao con không nghe? Con muốn chống lại bà phải không? Thôi mà anh, anh vừa mới hết bệnh đó. Anh đừng có nóng giận quá như vậy, không có tốt cho sức khỏe đâu. Có chuyện gì á thì mình để sau rồi nói cũng được mà anh. Con cũng vậy nữa. Đi lên phòng đi, để mẹ lấy muối rồi thoa cho con bớt sưng. Đi con. Tội cho con bé quá, nhưng đành phải làm gì để thôi. Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Tụi nó muốn nhắm tới thằng Kỳ hay là con gái của mình? Nhất là cái thằng phóng dèo điệu nghệ đó. Alo. Quang hả? Dạ. Cậu cho tôi biết địa chỉ chỗ ở của thằng Kỳ. Hey!
Kỳ. Gì? Có ai tìm con kìa. Ông anh, lát dạ, nhớ ghé chú. Quán nha. Mua gì giùm ủng hộ nha. Nhớ nha. Dạ. Dạ. Mời chú ngồi. Chỗ con ở là đây sao? Ờ, dạ phải ạ. Chú à, chú tới đây một mình sao? Không có anh Khương hay là anh quen bảo vệ chú hả? À không, chú nghĩ mọi chuyện ổn rồi. Chắc có lẽ không ai dám làm càn nữa đâu. Dạ, con mời chú uống nước ạ. Tới đây trước nhất là chú cảm ơn con vì con đã giúp chú trong thời gian qua. Chú được biết là con đã hiến máu cho chú để cho chú kịp cấp cứu phải không? Dạ, đó là chuyện nhỏ mà chú. Cũng may là nhóm máu của con và nhóm máu của chú trùng với nhau. Là chú với con lại có cùng một nhóm máu hiếm. Ngoài ra, chú muốn nói với con một chuyện khác. Vừa rồi con Ân về nhà, chú thấy con Ân có một vết bầm. Nó cố tình giấu chú, nhưng lại bị chú phát hiện ra. Rồi nó nói cho chú biết sự thật, là nó đi với con, nó mới xảy ra chuyện. Dạ. Cậu nè, tôi đề nghị cậu, kể từ bây giờ cậu không được qua lại với con gái của tôi. Chú à, tụi cháu đến nhau thật lòng mà chú. Mong chú hay hiểu cho tụi cháu. Không, tôi nói không là không. Vì giữa cậu và con gái của tôi, hai người không hợp thì không thể nào đến với nhau được. Cậu có hiểu không? Dạ. Nhưng mà chú à, tôi tới gặp cậu chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu cậu hiểu cho con Ân thì cậu hãy làm theo lời của tôi đi. Dạ. Cậu hãy lưu ý chuyện này. Cậu làm cho băng nhóm của tôi, cậu đừng để cho con Ân biết. Vì hiện nay con Ân vẫn chưa biết được gì về công việc của tôi cả. Cậu hiểu không? Dạ, con hiểu ạ. Vậy thì tốt lắm. Tôi về nha. Dạ. Chào chú. À không, cậu ra đường nhớ cẩn thận nhé. Dạ. Con cảm ơn chú đã nhắc nhở con. Chào chú. À, ông anh. Ông anh, coi gì mua ủng hộ giùm mình đi. Chị bán cho tôi kẹo mút. Ông anh cũng thích mút hả? Bao nhiêu? Dạ 2.000 à. 2.000 à anh. Còn bao nhiêu tặng chị nha. Hả? Tặng hết luôn á hả? Trời ơi, ông anh sao sộp quá trời vậy. Nói nghe nè, mai mốt mà ông anh muốn hỏi ai trong khu nhà trọ này cứ tới hỏi mình nghe. Rồi mình sẽ trả lời cho. Cái khu này mình quản lý á, mình biết hết, ai mình cũng biết hết trơn á ha. À, ông anh, trước khi mốt qua nhớ lột cái này ra mút nghe.
Chị múc đi. Hả? Xin phép chị tôi về. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà đẹp trai quá chừng vậy ta. Lịch lãm lịch sự dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà không biết có vợ chưa vậy ta. Mà dù có vợ đi nữa, chắc vợ của anh cũng không có xinh đẹp bằng mình đâu. Dạ, anh cho em hỏi anh đi về đâu à? Cậu chở tôi về chỗ cũ nghe. Dạ. Con trai, rất tiếc là bà không thể nói chuyện với con bằng tư cách của một người cha được. Bà xin lỗi. Không, bà sẽ có lại con và cả mẹ của con. Bà sẽ lấy lại tất cả. Tôi đề nghị với cậu, cậu không được qua lại với con gái của tôi nữa. Dạ chú ạ. Hai tụi cháu quen nhau là thật lòng, mong chú hãy hiểu cho tụi cháu. Không là không, hai đứa không hợp nhau, làm sao đến với nhau được. Anh Kỳ. À, Thư. Hình như anh đang có chuyện buồn phải không? Hay là chút nữa anh qua phòng em đi, chúng ta nhậu chơi nha. Ờ, anh... Nếu như anh thấy ngại qua phòng em thì qua phòng anh cũng được. Em còn mấy lon bia, để em về lấy qua nha. Anh đợi em chút. Ờ... Lan. Anh Quang, sao anh lại ở đây? Bộ anh biết nhà em hả? À, hôm nay anh muốn gặp em để nói hết tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ. Tặng em. Cảm ơn anh. Mời anh vô nhà. Anh Kỳ, em thật sự xin lỗi chuyện xảy ra ở trong bệnh viện. Lẽ ra lúc đó em không nên cư xử như vậy. Không có gì đâu. Anh chỉ sợ lúc đó em mất bình tĩnh rồi em gây ra chuyện thôi. Dù có mất bình tĩnh như thế nào thì cũng không có tệ như anh nói đâu. Quan niệm của em á là khi em yêu ai thì chỉ mong cho người ta hạnh phúc thôi. Bởi vậy á, nếu mà anh thấy hạnh phúc thì em cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù sao thì anh cũng cảm ơn em. Anh chúc em luôn được hạnh phúc nha. Em cảm ơn anh Kỳ nhiều lắm. Anh rất là vui khi em suy nghĩ như vậy. Đó là tính cách con người của em từ trước tới giờ mà. Ủa, mà hình như hồi nãy em thấy anh buồn chuyện gì phải không? Bộ hai người đang có chuyện gì hả? Đúng vậy.
Ô đi em. Anh à, cho dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, nhưng hôm nay em muốn tụi mình nói chuyện thật thoải mái với nhau nha. Anh à, mình uống nữa đi, cạn ly. Anh à, em chỉ mong là hôm nay anh sẽ xả để cho nỗi buồn nó tan biến đi luôn nha anh. Nè, cùng ly với em đi. Nào. Anh rất mừng khi thấy em vui trở lại. Em lúc nào cũng vui hết mà. Anh biết không, công việc của em là phải đi tiếp khách hàng ngày, cho nên em cũng quen rồi. Em đã nói với anh rồi mà. Em biết anh Kỳ qua ân bạn của em. Ngoài ra em với anh Kỳ không có mối quan hệ nào khác. Em không muốn gặp anh nhiều nữa đâu, tại vì em còn đang đi học. Năm nay là năm cuối rồi, rất là quan trọng. Với lại ba mẹ không có muốn cho em quen ai hết. Nhưng mà không lẽ ba cái chuyện riêng tư này em còn phải nghe lời ba mẹ nữa sao? Em biết chứ. Nhưng bản thân em cũng muốn như vậy. Em xin lỗi anh. Em nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn bình thường thôi. Cảm ơn anh về bó hoa này. Em sẽ giữ nó như một kỷ niệm đẹp. Không sao, nếu như em đã quyết định như vậy rồi, anh sẽ tôn trọng. Anh về trước đây. Mời bác sĩ Thi. À, đây là kết quả của hai mẫu máu mà chị nhờ xét nghiệm giùm. Kết quả là cả hai có cùng huyết thống với nhau. Cảm ơn em. Dạ không có gì. Đây là người quen của chị hả? Không, cũng quen. Đây là bạn của chị. Họ ngại không dám đi xét nghiệm cho nên nhờ chị đi xét nghiệm giùm. Vậy chị giữ kết quả nha. Có gì gặp lại chị sau. Chào chị. Cảm ơn em. Dạ. Anh Hùng, em xin lỗi.
Mấy anh có chuyện gì ạ? Dạ, xin chào chị. Tôi được biết là ông Danh đã về đến nhà. Chúng tôi muốn gặp ổng để hỏi thêm một số thông tin của băng nhóm vừa rồi. Tôi nghĩ là anh Danh sẽ không biết thêm thông tin gì đâu ạ. Không sao đâu, chỉ cần cung cấp thêm thì càng tốt. Xin mời. Mời các anh. Dạ. Xin chào. Chào anh. Không sao đâu, ông cứ ngồi đi. Tôi là Hùng, thủ trưởng cơ quan điều tra. Hôm nay tôi muốn gặp ông để hỏi ông về một số thông tin băng nhóm vừa rồi đã gây án với ông. Tôi cũng muốn cung cấp tin cho các anh, nhưng thật sự tôi không biết ai đã gây ra chuyện này. Tuy không biết, nhưng chắc ông cũng đoán được ai chứ. Tôi không biết thì làm sao tôi có thể đoán được. Vậy ông hãy cố nhớ lại xem, trong mối quan hệ làm ăn của mình, ông có đã đụng chạm với ai chưa? Tôi nghĩ chắc là không đâu. Anh cũng biết, gia đình chúng tôi làm ăn nhỏ, chủ yếu là giao những mặt hàng mỹ phẩm thôi, đâu có xích mích với ai. Theo tôi nghĩ thì cái bọn này nó bắn làm người thôi. Với sự truy sát như vậy, tôi nghĩ không phải là lầm đâu ông Danh. Chúng tôi mong ông nhớ lại xem kẻ nào có thể cầm đầu trong vụ vừa rồi. Chỉ cần ông cho chúng tôi thông tin, chúng tôi sẽ mời người đó lên truy hỏi ngay. Cảm ơn anh, tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi đã nói lúc nãy rồi, trong việc làm ăn tôi quan hệ đối tác rất là tốt, không có xích mích hoặc bích lòng ai cả. Vả lại nếu mà có bắn lầm hay hiểu lầm thì tôi có biết ai đâu mà nói chứ. Xin lỗi anh, chồng tôi nói đúng đó, chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi, làm gì mà có đối thủ đến mức độ phải truy sát chứ. Chắc là lầm thôi. Tôi hiểu rồi, có thể là như vậy. Nhưng mà nếu như sau này ông có nhớ về ai hoặc suy đoán được ai đã gây ra vụ này với ông, hãy đến gặp tôi. Dạ. Tốt lắm, rất mong sự cộng tác của ông bà. Cảm ơn anh. Chào ông bà. Dạ. Chào các anh. Xin chào. Xin mời. Chào ông. Anh có chuyện muốn nói với em. Không được đâu anh, nếu có ai nhìn thấy sẽ dị nghị lắm. Thi nè, anh gặp em với tư cách là bệnh nhân muốn được bác sĩ tư vấn, có dị nghị gì đâu. Thôi được rồi, vậy qua quán cà phê bên kia đi cho tiện. Vết thương của anh đã ổn chưa vậy? Đã ổn rồi em. Anh thuê riêng một bác sĩ và y tá để chăm sóc vết thương, cho nên anh không cần phải tới bệnh viện để thay băng. Vậy cũng được, nhưng mà anh vẫn phải thường xuyên tới bệnh viện để kiểm tra thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của anh. Bây giờ hai chúng ta mới thực sự thoải mái nói chuyện. Sao, cuộc sống của em vẫn ổn chứ? Dạ ổn. Anh đã tới gặp thằng Kỳ rồi, anh khuyên thằng Kỳ rời xa con Ân. Dạ, em cảm ơn anh. Xem khách sáo với anh vậy, thằng Kỳ và con Ân đều là con của anh. Anh phải tìm mọi cách tách hai đứa nó ra chứ. Anh không hiểu tại sao thằng Kỳ đã làm trong công ty của anh mà nó không theo nghề của em. Công ty của anh làm về cái gì?
À, thì muốn bán mỹ phẩm và một số thứ khác. À, em cũng muốn nó theo nghề y của em lắm, nhưng mà nó nói là nó không thích, mà chỉ thích kinh doanh thôi. Với lại bản tính của nó cũng lãng tử, cho nên nó thích phiêu lưu như vậy đó. Chắc có lẽ là nó giống anh. Khi gặp nó, anh thấy nó rất giống anh hồi trẻ, rất là máu lửa. Nó giống em á, là ở tính thật thà. Em biết không, khi biết là anh có một đứa con trai, anh rất là vui. Thiệt à, anh muốn nhận lại con. Anh muốn hai chúng ta sẽ trở lại thành vợ chồng như năm xưa nha em. Không được đâu, điều đó là không thể được. Tại sao? Em còn nghi ngờ anh vẫn như năm xưa phải không? Đúng vậy. Em không biết là bao nhiêu năm qua anh đã làm gì, nhưng mà theo em biết thì anh vẫn đang bị truy nã đó. Đúng. Nhưng bây giờ anh đã đổi khác rồi. Anh rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Hiện nay anh là một doanh nhân, làm ăn theo đúng pháp luật. Em không biết là anh có nói đúng hay không nữa, nhưng dù sao chúng ta cũng không thể quay lại với nhau được đâu. Tại sao? Em không cho anh cơ hội để nhận lại con của mình à? Không phải là em không cho anh cơ hội, mà tại vì cuộc sống của chúng ta bây giờ đã quá ổn rồi. Em không muốn nó bị ảnh hưởng bởi chuyện riêng của chúng ta nữa. Em thì thấy ổn, chứ còn tâm trí của anh, lúc nào anh cũng thương em hết. Sau vụ đó, anh đã tốn rất lâu rồi làm lại từ đầu. Tuy tất cả đã thay đổi, nhưng em biết không, trong trái tim anh vẫn còn hình ảnh của em. Em hiểu, nhưng em không thể đâu. Anh hãy quay về với vợ con của anh đi. Chào anh. Thi, Thi. Ê, ê, chết ra. Thi, có chuyện. Anh Quốc. Anh Quốc. Trời ơi, em bị đụng trúng vết thương cổ của anh nữa rồi. Thôi, anh về bệnh viện đi, em băng bó cho. Đi. Anh không sao. Anh Hai, sao rồi? Có vẻ bậy rất hoảng hốt. Kỳ này chắc là một phen nhớ đời. Tốt, làm được lắm. Cầm lấy đi. Cảm ơn anh Hai. Cũng may là không đụng trực tiếp vào vết thương, nếu không thì sẽ nguy hiểm lắm, vì rất dễ bị nhiễm trùng. Tự nhiên anh nhìn em dữ vậy. Lúc em chăm sóc vết thương cho anh, anh có cảm giác chúng ta trở lại như xưa. Anh đừng có làm như vậy, em sẽ thấy ngại lắm. Anh biết, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh. Em à, bây giờ anh đã hoàn toàn đổi khác rồi. Anh rất là hối hận. Bây giờ anh làm ăn rất là chân chính. Nhưng mà theo em được biết thì anh chưa hoàn toàn thực sự làm ăn chân chính đâu. Anh Quốc à, em khuyên anh nên quay lại và làm lại từ đầu trước khi quá muộn. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh về chuyện vừa rồi.
anh không biết là em suy nghĩ về anh thế nào. Nhưng anh vẫn rất yêu em. Anh sẽ làm tất cả vì em. Thì à, anh rất muốn có em và thằng Kỳ bên cạnh anh. Tình cảm anh dành cho em và thằng Kỳ thì em rất là cảm ơn. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép đâu anh à. Tốt nhất anh nên trở về với gia đình của mình đi. Em tin là ở đó anh sẽ tìm được hạnh phúc. Không, anh sẽ hạnh phúc hơn khi có em bên cạnh. Anh nói như vậy không khác nào anh đang coi thường vợ và con anh ở nhà. Chẳng lẽ họ không đem đến cho anh hạnh phúc hay sao chứ? Anh biết là mình đã sai, sai rất nhiều trong quá khứ. Nhưng anh không muốn như vậy đâu Thi à. Anh Quốc, anh vẫn còn yêu em. Ngày xưa cũng vậy, hôm nay cũng vậy, tương lai cũng vậy. Thì à, em hãy cho anh một cơ hội đi. Anh hứa với em là anh sẽ sửa sai tất cả mà. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em sẽ rất vui khi thấy anh sửa sai đó. Anh sẽ sửa sai, anh hứa với em rồi. Chắc chắn là anh sẽ sửa sai để xứng đáng với em. Chú đợi không lâu chứ? Không. Chú gọi anh tới đây chắc là vì vụ khử thằng Kỳ thất bại vừa rồi đúng không? Đúng vậy. Không chỉ có chuyện đó không đâu, mà còn chuyện đàn em của ông mém chút xíu nữa gây nguy hiểm cho Hồng Ân. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Thua keo này thì mình bày keo khác thôi. Chuyện con Hồng Ân của chú là hoàn toàn bất ngờ. Nhưng mà chú không nên tức giận như vậy chứ. Nếu như là bộ của ông gặp nguy hiểm, ông có tức không? Không, chắc chắn là không việc gì phải tức cả. Không yêu được con này thì mình yêu con khác. Đời này thiếu gì con gái đúng không? Mà nè, đàn bà chỉ thích ở đàn ông hai thứ thôi. Đó là có tiền và có quyền. Mà những thứ đó thì chú sẽ có. Mà khi chú có cái đó rồi thì Hồng Ân sẽ lệ thuộc chú, và sẽ không có thằng nào dám đụng vào Hồng Ân của chú đâu. Theo như đàn em của tôi nói lại, thằng Kỳ đó cũng chính là thằng đã xuất hiện và giúp cho lão hai trốn thoát trong vụ mưu sát vừa rồi đúng không? Đúng vậy. Như vậy thì chuyện người của tôi thua đâu có gì đâu mà lạ. Thằng này cũng dữ dằn mà. Hai thằng đàn em của ông truy sát một thằng không xong thì đừng nghĩ tới chuyện khác. Anh xin đính chính một chút, một thằng và một con chứ không phải là hai thằng. Nhưng mà anh nghĩ khiến chú bực mình á là chuyện của Hồng Ân, chứ không phải là chuyện của tụi sát thủ đúng không? Đúng. Vậy thì chuyện đó quá dễ thôi. Rồi chú sẽ có niềm vui trở lại thôi. Ý ông nói vậy là sao? Tức là ông cho hai thằng đàn em của ông truy sát thằng Kỳ tiếp hả? Không, cần gì chứ. Nhìn thái độ của chú như vậy á, tôi đoán chỉ có thể là vì tình thôi. Mà chuyện này thì xử lý quá dễ mà. Như hồi nãy tôi nói á, khi đàn ông có tiền và có quyền thì sẽ có đàn bà phục tùng. Mà có quyền á thì có lẽ sẽ tốt hơn tiền đó.
Alo, tôi nghe đây. Nói sao? Được, tôi tới liền. Có chuyện gì vui hay sao mà thấy chú có vẻ hứng khởi vậy? Ông buồn có khi nào ông cười không? Thôi, nói chuyện với ông sao? Nè 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 nè, ok. Cứ bỏ hết, dẹp cho đầu óc thoải mái đi nha. Được. Nhưng tôi muốn nhắc cho ông nhớ, muốn giành lại một người phụ nữ riêng cho mình, không phải có tiền và có quyền mới làm được chuyện đó. Để được chuyện đó tốt hơn, ông cần phải gian xảo một tí xíu. Anh tới rồi hả? Em đợi nãy giờ ở đây đó. Được lắm. Tốt lắm. Nhìn vô đống hình này giống như đang bị chụp lén trong phút vui vẻ vậy. Anh nghĩ là đơn giản mà có những tấm hình này lắm hả? Em cũng phải diễn dữ dằn lắm đó. Vậy hả? Khó khăn quá ha. Nhìn như vậy ai mà biết đánh thuốc mê chứ. Nếu như mà cái này thay thuốc mê bằng thuốc kích thích thì sẽ sinh động hơn nhiều lắm đó. Nhưng mà dù sao thì bây giờ hình cũng đã có rồi. Chuyện của em thì em đã lo liệu xong rồi đó. Phần còn lại thì là chuyện của anh. Anh nhớ chứ? Đúng vậy. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Còn nữa, anh có còn nhớ điều kiện mà em đã đưa ra với anh không vậy? Nhớ chứ, sao mà quên được. Là làm cái gì thì làm, miễn sao thằng Kỳ phải thuộc về cô. Tôi nói như vậy có đúng không? Ừ. Nếu mà nó bỏ rơi em không ai lo thì anh lo nhé. Em yên tâm đi, thằng Kỳ sẽ thuộc về em. Em không muốn gặp anh nhiều nữa đâu. Tại vì em còn đang đi học. Năm nay là năm cuối rồi, rất là quan trọng. Với lại ba mẹ không có muốn cho em quyền ai hết. Nhưng mà không lẽ những cái chuyện riêng tư này em còn phải nghe lời ba mẹ nữa sao? Em biết chứ. Nhưng bản thân em cũng muốn như vậy. Trí Quen là người như vậy đó. Tốt nhất là em không nên quen Trí Quen. Mày có nghe nói băng của ông Hai bị thanh toán không? Đà, nghe rồi. Giang hồ đồn quá trời luôn à. Nghe nói ông không có chết. Vậy là may trọng lắm rồi đó. Nhưng mà bọn đàn em của ổng thì chết hết. Ừ, kiểu này á chắc là băng của ông Hai sẽ yếu đi nhiều cho coi. Lúc đó hả, mấy băng khác sẽ mạnh lên rồi hạ luôn băng ổng. Chắc chắn rồi.
Mạnh được yếu thua, đó là quy luật. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hương nè. Dạ. Dạo này con đi đâu ít về nhà quá vậy? Dạ thưa chú, ngoài chuyện con chở chú đi công việc, con còn ra ngoài gặp mấy người bạn của con. Ờ, đi đâu cũng phải nhớ trở về nhà nghe. Dạo này anh em mình gặp nhiều chuyện không tốt, chẳng hạn như chuyện của con Ân vừa rồi. Dạ, con biết rồi chú. Con xin lỗi chú. Đúng lý ra lúc đó con phải ở bên cạnh của Ân để bảo vệ Ân, y như lời của chú dặn. Nhưng mà... Chú hiểu. Chú tính gặp thằng Kỳ và con Ân để nói... Anh à, cô Ân nó nói á, hôm nay nó sẽ nấu ăn cho gia đình mình. Anh muốn ăn món gì, nó nấu. Ăn cái gì cũng được mà, miễn sao đúng thực đơn bác sĩ dặn là được. Vậy để em nhắn tin báo cho nó biết. Mà anh à, em thấy á, anh không được khỏe, hay là anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh hơi mệt, thôi để anh lên phòng nằm nghỉ. Sao chú... vậy? Anh còn đau hả? Còn đau, nhưng còn đau một chút. Sao kỳ vậy? Ngày hôm qua anh hết đau rồi mà. Bác sĩ nói á, anh á, phải hạn chế vận động. Anh cứ lên phòng nghỉ đi. Một lát có đồ ăn á, em sẽ mang lên phòng cho anh luôn. Khi nào đói anh sẽ kêu em. Đó, anh lên phòng đi. Dạ, em dìu anh lên. Rảnh chứ? Ra quán cà phê đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Tới 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 rồi con, đây nè. Dạ dạ. Đúng chỗ này rồi. Dạ chú ơi, đồ chú nè. Bao nhiêu tiền vậy con? Dạ 70 chú. Đây, gửi con 100 luôn. Hãy mua nước gì uống nghe không? Dạ cảm ơn chú. Dạ mà chú ơi, khi nào chú cần đi xe á, đây là cạc visit của con, chú gọi con nghe. Cha, con cảm ơn chú. Xe ôm mà cũng có cạc visit nữa ha. Thời buổi tân tiến mà chú. Rồi. Dạ. Có gì chú gọi con nha, cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Con chào chú. Rồi. Có gì chú gọi con nha. Đi. Thế trời ơi cậu. Cậu mới lên chơi hả? Con khỏe không? Dạ con khỏe. Cậu ba mới đi xe ôm tới đây nè. Trời ơi sao cậu lại đi xe ôm? Cậu không gọi con ra đón về? Trời đất ơi, từ bến xe vô đây có bao nhiêu đâu mà gọi con mất công lắm. Cậu đi xe ôm cho rồi. Với lại cậu có ít quà đem cho tụi bay nè. Trời ơi, cậu lên chơi là quý lắm rồi, mang giác lĩnh kỉnh chi cho cực vậy nè. Đâu có được bay, lên chơi phải có quà cáp chứ không lẽ xách đít không. Với lại gà này là gà nuôi thả vườn ăn ngon lắm, xách lên cho bay nấu á, chứ trình này toàn gà công nghiệp rồi ăn bệnh chết, cậu không thèm đâu. Dạ thôi vô con. Rồi cậu vô nhà đi cậu.
Bộ nhà không có đứa nào sao mà thấy trống vắng quá vậy con? Dạ không có ai hết á. Anh Hùng thì đi làm chưa về, còn con Lan thì nó cũng đi học mà. Rồi còn thằng Hai đâu? Dạ thì bữa trước con nói với cậu rồi đó, bây giờ nó đang bận công việc, cũng chưa xong nữa cậu à. Trời đất ơi, vậy mà cậu nghĩ là xong rồi chứ. Thiệt tiếc hết sức không. Lâu quá rồi ông cậu không có gặp nó đó nha. À cậu có mệt không? Hay là lên lầu nghỉ một chút đi. Dễ gì bây. Lên thành phố xe chạy gần gần tao ngồi tao coi cho ở đó mà ngủ. Chết rồi, tràn nguội quá à. Thôi để con vô trong rót cho cậu ly nước mát nha. Không có sao đâu, nước mát hoặc là nước mưa cũng được, chứ cậu không thích uống trà. Sao đi của mình vậy? Thằng Kỳ đâu? Chú mày đừng bao giờ nhắc tên nó nữa nha. Xin lỗi, tại tôi thấy ông hay đi với thằng Kỳ, quen miệng nên hỏi thôi. Hình như tôi nhớ không lầm là thằng Xài và thằng Kỳ là cánh tay phải và tay trái của ông mà. Mẹ, cho ly cà phê em. Bộ ông bị điên rồi hả? Tầm Sam. Mẹ, ông thừa biết là tôi ghét thằng Sai cỡ nào rồi mà. Lúc nào đi đâu tụi nó cũng bu theo tôi hết, làm người ta cứ tưởng. Còn thằng Kỳ nữa, một thời gian sau cũng sẽ vậy thôi. Nếu ông nói như vậy là đúng như những gì tôi nghĩ và thấy rồi. Hiện giữa ông và thằng Kỳ đúng là không êm đẹp. Nếu nói vậy thì tôi có cái ý này. Tôi và ông sẽ hợp tác với nhau để hất cẳng thằng Kỳ ra khỏi băng của ông Hai. Hình như hôm nay ông gọi tôi ra đây là vì chuyện đó đúng không? Ừ, có chuyện quan trọng muốn nói với ông. Chuyện gì ông cứ nói cho tôi nghe đi. Chuyện bảo vệ ông Hai đó. Ôi, mấy cái chuyện đó không cần phải lo. Nếu tụi nó muốn xử ông Hai, tụi nó xử lâu rồi. Tôi nghĩ nó bỏ qua rồi. Có lẽ là vậy, nhưng ông cũng nên cẩn thận thì hơn. Đúng rồi. Hình như tôi thấy trong nhóm của ông Hai chỉ có tôi và ông là trung thành nhất. Đúng là như vậy. Hiện giờ chỉ có tôi và chú em là người tin tưởng nhất thôi. Ráng đi. Chà, lâu rồi cậu không có lên đây. Nhà bay bây giờ tiện nghi quá chừng ha. Dạ có gì đâu cậu. Ủa, nước mát này tự tay con nấu hả? Dạ, anh Hùng với con Lan thích uống lắm đó cậu. Cậu cũng vậy á, chứ mấy nước ngọt đóng chai cậu không có dám uống. Thi nè, hiện tại là nhà con có mình con thiệt phải không? Dạ đúng rồi, cậu sao vậy? Có chuyện hệ trọng lắm mà cậu không dám nói qua điện thoại, lỡ sẽ có ai nghe hoặc là tay vết mạch rừng, cho nên cậu đích thân lên đây gặp con nè. Có chuyện gì vậy cậu? Thằng Quốc đó về rồi. Tưởng chuyện gì, chuyện đó con biết rồi, con gặp ảnh rồi mà. Ủa, nói gì phải gặp nó rồi hả? Dạ, thậm chí con còn điều trị bệnh cho ảnh nữa đó. À, như vậy là người đặt bó hoa ly trên mộ mẹ con hôm đám dỗ chính là anh Quốc đó cậu. Như vậy là đúng như những gì cậu nghĩ về nó rồi. Thằng Quốc không phải hoàn toàn là người xấu, mà nhất là đối với gia đình chúng ta. Hồi xưa cậu giận nó, nhưng bây giờ cậu mới nói thiệt với con nè. Thật lòng cậu rất quý nó.
nó giúp mẹ con rất nhiều. Và cậu thấy rằng nó yêu con rất thật lòng. Tuy nó đi vào con đường lầm lỗi, nhưng thực chất nó không phải là con người quá xấu. Vừa rồi thấy nó về thăm cậu, cậu rất là mừng. Cậu cứ phân vân là không biết có nên cho con biết hay không. Giờ thì con đã biết rồi. Cậu cảm thấy đã khó chịu trong người phần nào rồi đó. Cậu à, cậu đã gặp anh Quốc rồi. Vậy cậu có cảm nhận anh ấy có thay đổi gì không cậu? Không con, nó vẫn y như thằng Quốc ngày nào. Nó vẫn gần gũi, nó vẫn thân thiện như thằng Quốc ngày xưa thôi. Cái hay là vậy nè, nó biết mình bị truy nã mà nó vẫn về thăm cậu, chứng tỏ nó rất quý cậu. Thiệt cái thằng. Ai vậy con? Chắc là anh Hùng về đó cậu. Thôi để con ra mở cửa. À mà Thi nè. Dạ. Cái chuyện vừa rồi á, con nên con hiểu rồi. Con sẽ không nhắc chuyện gì liên quan tới anh Quốc trước mặt của anh Hùng đâu. Cậu yên tâm đi. Con hiểu vậy là tốt. Cậu chỉ lo hạnh phúc gia đình của con thôi. Dạ. Ân nè, chú Danh đã khỏe hẳn chưa Ân? Ba mình đã đỡ nhiều rồi. Mấy vết thương đó cũng ổn rồi, không thấy bị sưng hay nhiễm trùng gì hết. Vậy là mừng rồi. Mẹ của Lan nói chú Danh bị nặng như vậy thì phải chăm sóc thật kỹ đó. Mình biết mà. Với lại cũng có bác sĩ y tá chăm sóc cho ba, cho nên là mình cũng an tâm. Ba của Ân đã khỏe hẳn rồi, mà sao Lan thấy Ân vẫn còn buồn vậy? Bộ Ân có chuyện gì hả? Ân nè, Ân có chuyện gì vậy? Ân cứ nói với Lan đi, biết đâu Lan có thể giúp gì cho Ân được thì sao? Đây chỉ là chuyện riêng của mình thôi. Ba của mình không cho phép mình tiếp tục quen với anh Kỳ nữa. Tại sao vậy? Mình cũng không biết tại sao, nhưng mà ba mình kiên quyết lắm. Mình yêu anh Kỳ nhiều lắm, nhưng mình cũng không dám trái ý ba. Sao kỳ quá vậy? Không lẽ ba của Ân chế xuất thân của anh Kỳ? Dù sao thì anh Kỳ cũng đã từng cứu mạng ba của Ân mà. Mình cũng có nói với ba như vậy, nhưng có lẽ như Lan nói, ba mình chắc là chơi xuất thân của anh Kỳ. Hồi bữa mẹ kêu mình không được qua lại nhà của Ân, giờ lại tới phiên ba của Ân cấm Ân không được quen anh Kỳ. Tại sao vậy ta? Chẳng lẽ có chuyện gì ở đây sao? Ân à, thực ra bây giờ Lan không biết nói gì với Ân nữa. Nhưng mà Lan nghĩ là khi mà mình yêu ai đó thật lòng thì phải cố gắng hết mình để bảo vệ tình yêu đó. Đó là kinh nghiệm của Lan hả? Không, Lan chưa yêu ai hết. Lan chỉ nghĩ vậy thôi. Lan thì chỉ mới ấn tượng với một người, nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi. Anh có thể không mạnh mẽ bằng Lan, nhưng mà mình sẽ cố gắng và nghe lời khuyên của Lan. Cố gắng lên nha. Lan á sẽ ủng hộ cho Ân hết mình. Ân nè, ở đây có mấy cuốn sách nói về tình yêu, mua về đọc lấy kinh nghiệm đi. Ừ.
Mua mấy cuốn này về đọc để tham khảo thêm. Ở đây cũng nhiều sách quá nè.